Vậy chúng ta nói không? Đã. Đã. Hấp gia các đô. Thăm mô. Cú sân sát. Như vậy pháp là cái pháp vô ký làm cảnh á, thì chúng ta coi lại cái sợ cái năng nghi, năng nghi bóng phép 18 chính xác. Không như niết bàn, không như 116 tâm. Mà pháp vô ký làm cảnh tưởng thì chúng ta lấy là niết bàn 18 hiện sắc này để chỉ cho chúng ta 8 hình tham chúng ta, đúng không? Cho nên nó trong cái trường hợp này nó tâm thiện, cho nên nó không đáp ứng được, đúng không? Thì chúng ta bỏ ra niết bàn này nó trợ giúp cho tâm thiện chúng ta được không? Được, nó là 20 tam đạo, đúng không? Nhưng mà đây hiện một tắc đấy, người này 20 tam đạo không hết. Nhưng mà coi chừng cái trong cái tự nhiên chúng ta đó là đó bán lại thiện cũng được đi, 20 tam đạo cũng được. Rồi. Trong 116 năm này vô ký để cho tâm thiện sinh lên, thì chúng ta về chúng ta lấy 116 năm này để kê cái tâm vô ký là có 72 vô ký. Trong 116 năm á, để tâm vô ký có 16 tâm nữa rồi ha, ra 72 tâm vô ký đúng không? Trong 72 tâm vô ký này có là 20 tâm quả nè. Như thế. Nè. Và 51 tâm quả là tâm vô ký hiện thế. Thật sự là 52 tâm, nhưng mà trong này chỉ lấy 51 tâm thôi, bởi vì trừ thân thức là khổ rồi, thân thức là khổ thì không có lấy rồi. Hai mươi tâm quả như thế này nó làm cảnh cho tâm thiện được không?
được không? Như vậy chúng ta có thể thấy là cái sở duyên này nó có là 20 tâm quả sơ đế. Những 20 tâm quả sơ đế này đó thì trong 20 tâm quả sơ đế này, 5 tâm tứ quả không thể làm cảnh cho tâm thiện được, mà 5 tâm tứ quả này chỉ làm cảnh cho tâm vi tác mà thôi, đúng không? Như vậy trong này chúng ta chỉ có 15 tâm quả sơ đế, đúng không? Trừ đi cho 5 tâm tứ quả. Tại 5 tâm tứ quả này chỉ làm cảnh cho tâm vi tác mà thôi, tâm thiện không thể bắt được tâm tứ quả. Cho dù vậy đó, vừa mới chứng đạo xong đó, thì mới còn phản kháng lại tâm tứ quả cũng phải bằng tâm vi tác à, chứ không thể tâm phản kháng tứ quả bằng tâm thiện được. Không cách nào phản kháng tâm tứ quả bằng tâm thiện được hết nè. Vậy trong trường hợp này chúng ta chỉ có hai cái trường hợp, một thôi, tức là năng duyên trong câu lập này chúng ta sẽ có là niết bàn cộng cho 15 tâm quả sư thế trừ 5 tâm tứ quả cộng ra ba sắc là học sở duyên mà cố là hành một tí thôi, mỗi là hành một tí. Còn đem ra 20 tâm đạo nữa, đúng không? Phải không? 20 tâm đạo cộng ra 36 tâm đạo 2 nghĩa lý niết bàn trợ cho 20 tâm đạo lên. Cái năng duyên đây là nhất bàn, sở duyên đây là cộng ra 36 là cho thứ hai vị thánh tu học phản kháng tâm quả sư thế chính đạt. Thế vậy đây chúng ta có gì? Đương nhiên là chúng ta có là 15 tâm quả sư thế cộng cho 36 tâm sở hợp. 15 tâm quả như thế thì càng cho 5 tâm thì 5 tâm thứ quả.
tự nhiên là bốn là thiện ý. Ai chưa hiểu chỗ này không? Ai chưa hiểu chỗ này không? Sẽ lặp lại à. Pháp vô ký làm cảnh trưởng để cho pháp bị xung hơn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là niết bàn là cảnh trưởng đúng không? Không cần gì phải là cả những người đúng không? Để niết bàn này trợ giúp cho hai cái tâm đạo tu được chưa? Đúng theo yêu cầu chưa? Rồi một điểm. Điểm thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy là vị thánh Ma La Hán hoàn toàn gán lại quả nữa đó. Xin lỗi vị thánh Trung Học, bạn gán lại quả mình đã đắc. Mà quả mình đã đắc thì chỉ có được làm tâm quả đúng không? Thì mình làm tâm quả là làm cảnh tưởng được được không? Mà bạn gán rồi là bốn đại thì có tiếng đúng không? Để có câu hỏi là nếu như những cái tâm mà di tác báo đại đó, ở đây chúng ta sẽ thấy là tâm cái 51 cái tâm một ký thế có là chính gì đó là nó có thể làm cảnh tưởng cho tâm thiện nữa hay không? Được không? Cái trường hợp nào có thể làm cảnh tưởng được? Tâm thiện không có cơ hội mà bắt lấy tâm duy tác đối đại được. Chỉ trừ trường hợp tâm thông bắt duy tác đối đại được, nhưng mà tâm thông là cái tâm cái năng lực cao, cho nên không thể lấy cái tâm duy tác kia làm cảnh tưởng được. Còn cái tâm thiện này không thể bắt được, không có trường hợp nào tâm thiện này bắt được cái tâm tối đại làm cảnh được đó. Hả? Sao tâm đại thiện bắt cái gì? Tâm đại thiện đắc thiện, đắc thiện chứ có bắt được cái tâm duy tác đâu. Duy tác tối đại mà, duy tác cái tâm Ma La Hán mà, không có cái, không có cái trường hợp nào hết nha. Còn trong cái tâm thiện nó đã là cái sức mạnh lớn hơn những cái tâm mà tâm quả này. Ở đây chúng ta có những tâm quả giới này cũng là chúng ta tâm thiện lại bắt được cái tâm quả này. Đây là những tâm quả này, nhưng mà tâm thiện cũng có năng lực lớn hơn những cái tâm vô nhân này. Câu này đối đến
người sao rồi chỉ đó phạm văn anh bốn người đạo cộng ra ba thắng lộc coi trong ấy có cái trường hợp nào vô ký làm cả, ngoài cái hai cái niết bàn với ngoài niết bàn với những cái tâm quả siêu thế ra còn cái pháp vô ký nào nữa không? Thấy hình như là còn pháp vô ký nào nữa để làm cảnh cho tâm thiện nữa không? Có không? Có ai có mang cái tập tư liệu theo? Coi có không? Coi cái trong đó đi. Xin có đọc được đâu mà nên ăn. Thì đúng rồi. Niết bàn trợ cho tâm chuyển tánh, trợ cho cái tâm tiến bậc cái chẳng hạn vậy. Thì nó cũng là những tâm đại thiện có tí thôi. Không còn thiếu không ta? Ở trong đó riêng là niết bàn trợ cho đúng rồi niết bàn trợ cho tâm triệt tập hay là trợ cho tiếng mật mà tâm chuyển tánh hay tiếng mật cũng là bốn đại thiện của tiếng thì sở duyên mình đã lấy ra rồi đúng không? À. Bây giờ tiếp theo mấy người là giờ tới đầu tâm khỏi đi khỏi bao nhiêu khỏi mấy 26 khỏi vui 14 khổ cộng ra vô tưởng tâm lỗ đất đạo nè lỗ ở kén nè quả lỗ kén niết bàn cái phần mà cách giải hay giải lý cái gì có thể ghi thêm nữa là niết bàn trợ cho tâm tiến bộ hay là tâm chuyển tánh cũng được ghi thêm một câu phụ cũng được niết bàn trợ cho tâm chuyển tánh hay tâm tiến bộ trong lộ đắc đạo duyên học trợ
trên thôi, tức là có hai viên hỗ trợ. Cẩn thận đi viên động ra cánh gì đi đâu hoàn trợ có làm gì Thank you.